Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Giáp Tuất 1994, tuyệt đối không được lấy con giáp nào. Giáp Tuất, thủ thân chi cầu, chó giữ mình, mạng sơn đầu hỏa, lửa trên núi, khắc xa trung kim, con nhà xích đế cổ quạnh, xương con chó tướng tình con ngựa, ông quan đế độ mạng. Năm sinh dương lịch, từ ngày 10 tháng 2 năm 1994 đến 30 tháng 1 năm 1995. Thiên can giáp tương hợp với thiên can kỷ, tương hình với thiên can mậu và canh. Địa chi tuất, tam hợp dần ngọ tuất, tứ hành xung thìn tuất sửu mồi. Nam cung càn thuộc tây tứ mệnh, nữ cung ly thuộc đông tứ mệnh. Giáp Tuất là những người chăm chỉ, thật thà và rất trung thành. Bởi vậy, những người tuổi Giáp Tuất luôn được mọi người tín nhiệm ở các vị trí và công việc quan trọng. Với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tuổi Giáp Tuất lường trước được những nguy hiểm từ trước mắt, do đó sẽ cảnh báo được mọi người và tìm ra con đường đi đúng đắn nhất cho mình. Dù thông minh, nhanh nhạy là thế, nhưng thời trẻ, tuổi Giáp Tuất ít có cơ hội để phát triển công việc, khẳng định bản thân. Họ phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là cả nguy hiểm mới có thể giữ vững được sự nghiệp. Chỉ khi kết duyên, lập gia đình, công việc và cuộc sống của họ mới ổn định và suôn sẻ hơn. Giáp Tuất, thiên can mang chữ giáp, có các sao Liêm Trinh, Phá Quân, Vũ Khúc, Thái Dương, cho thấy đây là một người có ý chí, dám nghĩ, dám làm, dễ tạo lên sự nghiệp khi hoạt động trong các ngành nghề có tính chất chế biến, sản xuất. Đa phần đều tự lực cánh sinh, tiền vận khó tránh khỏi những khó khăn, gian nan, vất vả. Ngoại trừ những người Giáp Tuất sinh thuận vào mùa xuân và hạ, có vợ và chồng, giàu có, đảm đang, công danh sự nghiệp dễ thành, cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Nghịch sinh lỗi số, hoàn cảnh gia đình không được thuận lợi, tha phương lập nghiệp, ít gặp được may mắn trên đường đời. Về tình duyên, tuổi Giáp Tuất ít khi rung động với những mối quan hệ gặp gỡ, quen biết. Tình cảm của họ sẽ tiến triển tốt đẹp hơn nếu như cả hai có nhiều thời gian tìm hiểu và gắn bó với nhau. Khi yêu, những người tuổi Giáp Tuất là người yêu lý tưởng, lãng mạn, trung tình. Giáp Tuất sinh vào các tháng 2, tháng 3, tháng 9 âm lịch thì phải trải qua nhiều lần thay đổi tình cảm thì họ mới có thể tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Dù có phải trải qua những thất bại trong tình yêu, nhưng Giáp Tuất vẫn luôn tin tưởng và yêu hết mình. Họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đối phương được vui vẻ và hạnh phúc. Những người tuổi Giáp Tuất sinh vào tháng 6, tháng 4, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 11 âm lịch. Tình yêu không phải mục đích cuối cùng và quan trọng nhất của cuộc đời những con giáp sinh vào tháng này. Bởi vậy, họ hiếm khi dành thời gian hẹn hò, xây dựng tình cảm với một ai đó. Do vậy, Giáp Tuất sinh tháng kể trên quan niệm rằng cứ vui vẻ chờ đợi thì tình yêu đích thực sẽ đến với mình. Còn với những người Giáp Tuất sinh vào tháng 1, tháng 5, tháng 12 âm lịch thì họ là những người sớm tìm được mối nhân duyên tâm đầu ý hợp, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Sinh vào những tháng trên sẽ là những người có tình duyên thuận lợi và như ý. Đoán xem số mạng tuổi này, tuổi cùng với mạng thuận hòa tương sinh. Nếu sinh xuân hạ thời mừng, có quyền có chức thanh nhàn tấm thân, thu đông lỗi số là ta, giàu thì cũng cực, nghèo thì bơ vơ, vận hành thì ở hạn sau, tự nhiên phước lộc theo nhau tới lần. Tuổi này thuở nhỏ chẳng an, tật bệnh đau ốm liên miên tối ngày, tâm tánh sáng dạ rất hay, nghề nào cũng biết ít ai dám bì, Giáp Tuất có chí làm nên, quyền tước khá lớn vững bền an thân. Vậy thì những người tuổi Giáp Tuất sẽ đại kỵ hay đại hợp với những con giáp nào? Chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích chi tiết cho từng tuổi. Chúng ta sẽ dựa vào các yếu tố ngũ hành, thiên can, địa chi, cung phi của người tuổi Giáp Tuất và đem so sánh với các tuổi khác, ta sẽ tìm được những người hợp tuổi và không hợp tuổi với tuổi Giáp Tuất. Với 4 yếu tố đưa ra để đánh giá là ngũ hành, thiên can, địa chi và cung phi. Như vậy, khi so sánh với nhau, với mỗi yếu tố tương hợp, chúng ta sẽ đánh giá ở mức độ 25%.
các yếu tố bình hòa sẽ đánh giá 10% và yếu tố tương xung tương khắc sẽ đánh giá là 0%. Vậy thì Giáp Tuất khi so sánh với các con giáp khác, nếu chỉ số tương hợp đạt ở mức cao 100% thì sẽ là hợp nhất, và ở mức độ tương hợp càng thấp thì việc hòa hợp sẽ càng ít, càng gặp nhiều khó khăn, sóng gió và trắc trở. Việc đưa ra mức độ đánh giá như vậy, ta sẽ có cái nhìn khách quan hơn, cụ thể hơn về những người hợp tuổi hay không hợp tuổi với tuổi Giáp Tuất. Chúng ta sẽ đánh giá những người đại kỵ với tuổi Giáp Tuất. Tuổi đầu tiên đại kỵ với những người tuổi Giáp Tuất đó chính là những người tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Xét trên 4 yếu tố về ngũ hành, ngũ hành của tuổi Giáp Tuất là Sơn Đầu Hỏa, còn Mậu Thìn là Đại Lâm Mộc, Hỏa và Mộc ở thế tương sinh, đánh giá 25%. Về thiên can Giáp và thiên can Mậu của tuổi Mậu Thìn ở thế tương khắc, xung khắc lẫn nhau, đánh giá 0%. Về địa chi, tuổi Tuất gặp tuổi Thìn, Tuất và Thìn ở thế lục xung, đánh giá 0%. Về cung phi, cung Càn của tuổi Giáp Tuất và cung Chấn của tuổi Mậu Thìn, Càn và Chấn gặp phải ngũ quỷ không tốt, đánh giá 0%. Trai cung Càn lấy gái cung Chấn, khẩu thiệt thị phi có đấu tranh, vợ chồng ngũ quỷ họa tương sinh, cửa nhà ruộng đất rồi tiêu sạch, tử biệt sinh ly khó tạo thành, trước sau bất tường nợ duyên lận đận, tâm ý vợ chồng không hòa hợp, đánh giá cung phi 0%. Kết luận, với những người tuổi Giáp Tuất 1994, khi kết hôn với những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 thì sẽ không tốt, luôn gặp nhiều những khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Đánh giá mức độ hòa hợp tổng quan 25%. Tuổi số 2 đại kỵ với những người tuổi Giáp Tuất đó chính là những người tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997. Chúng ta cũng xét 4 yếu tố. Yếu tố đầu tiên về ngũ hành: Giáp Tuất mạng Sơn Đầu Hỏa, Đinh Sửu mạng Giản Hạ Thủy, Thủy và Hỏa ở thế tương xung tương khắc, đánh giá 0%. Về thiên can Giáp của tuổi Giáp Tuất và thiên can Đinh của tuổi Đinh Sửu, Giáp và Đinh ở thế tương sinh, đánh giá 25%. Về địa chi, tuổi Tuất gặp tuổi Sửu, Tuất và Sửu nằm trong tứ hành xung, đánh giá 0%. Về cung phi, tuổi Giáp Tuất có cung phi là Càn, Đinh Sửu có cung phi là Khôn, Càn và Khôn phạm phải ngũ quỷ không tốt, đánh giá 0%. Kết luận, tuổi Giáp Tuất 1994 và tuổi Đinh Sửu 1997, hai tuổi này khi kết hợp với nhau sẽ không hợp nhau. Đánh giá mức độ hòa hợp tổng quan 25%. Tuổi số 3 đại kỵ với những người tuổi Giáp Tuất đó chính là những người tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Xét 4 yếu tố. Yếu tố đầu tiên về ngũ hành: ngũ hành Sơn Đầu Hỏa của tuổi Giáp Tuất và ngũ hành Sơn Đầu Hỏa của tuổi Ất Hợi, hai ngũ hành hỏa ở thế bình hòa, không xung không khắc, đánh giá 10%. Về thiên can Giáp và thiên can Ất của tuổi Ất Hợi, Giáp và Ất cũng ở thế bình hòa, đánh giá 10%. Về địa chi, tuổi Tuất và tuổi Hợi, hai địa chi này cũng ở thế bình hòa, không xung không khắc, đánh giá 10%. Về cung phi, cung Càn của tuổi Giáp Tuất và cung Khảm của tuổi Ất Hợi, Can và Khảm ở thế lục sát, cực xấu, đánh giá 0%. Kết luận, tuổi Giáp Tuất và tuổi Ất Hợi, hai tuổi này khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra lục sát, nên hai vợ chồng sẽ khá vất vả, lận đận về sự nghiệp cũng như tình duyên. Đánh giá mức độ hòa hợp tổng quan 30%. Tuổi số 4 đại kỵ với những người tuổi Giáp Tuất đó chính là những người tuổi Giáp Tuất. Hai tuổi Giáp Tuất khi kết hợp với nhau cũng sẽ không tốt. Cụ thể, xét về ngũ hành, ngũ hành của hai tuổi Giáp Tuất đó chính là Sơn Đầu Hỏa. Hai hỏa gặp nhau ở thế bình hòa, không xung không khắc, đánh giá 10%. Xét về thiên can, hai thiên can Giáp của tuổi Giáp Tuất cũng ở thế bình hòa, đánh giá 10%. Xét về địa chi, hai địa chi Tuất gặp nhau cũng ở thế bình hòa, đánh giá 10%. Xét về cung phi, nam Giáp Tuất có cung phi là Càn,
nữ giáp tuất có cung phi là ly, can và ly ở thế tuyệt mệnh, không tốt, đánh giá 0%. Can ly tuyệt mệnh ở sao yên, sinh nở nguy nan lắm lụy phiền, tử biệt sinh ly như đợi sẵn, khó nghèo đắc thọ phú quy thiên, nợ duyên cầm chắc sầu bi khóc thầm, ái ân lỡ nhịp sắc cầm, mới hay căn kiếp số phần hầm hưu. Kết luận, hai người tuổi giáp tuất khi kết hôn với nhau tạo ra sự tuyệt mạng rất xấu, thường xảy ra bệnh tật phá sản trong gia đình, vợ chồng sẽ không hòa hợp, dẫn tới lụi bại về công danh. Đánh giá 30%. Tuổi số 5 đại kỵ với những người tuổi giáp tuất, đó chính là những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Xét về 4 yếu tố về ngũ hành, ngũ hành sơn đầu hỏa của tuổi giáp tuất và ngũ hành kiếm phong kim của tuổi Quý Dậu, hỏa khắc kim, đánh giá 0%. Xét về thiên can giáp của tuổi giáp tuất và thiên can quý của tuổi Quý Dậu, giáp và quý, hai thiên can này ở thế bình hòa, không xung không khắc, đánh giá 10%. Xét về địa chi, tuổi tuất và tuổi Dậu, hai địa chi này ở thế lục hại với nhau, tương phá lẫn nhau, đánh giá 0%. Về cung phi, giáp tuất có cung phi là Càn, Quý Dậu có cung phi là Cấn, Can và Cấn, hai cung này ở thế thiên ni, đánh giá 25%. Kết luận, tuổi giáp tuất và tuổi Quý Dậu, hai tuổi này khi kết hôn với nhau sẽ xảy ra những điểm tương khắc với nhau. Đánh giá mức độ hòa hợp tổng quan 35%. Tuổi số 6 đại kỵ với những người tuổi giáp tuất, đó chính là những người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Xét về 4 yếu tố ngũ hành, thiên can, địa chi, cung phi. Về ngũ hành, ngũ hành của giáp tuất là sơn đầu hỏa, Mậu Dần là thành đầu thổ, hỏa và thổ ở thế tương sinh cho nhau, đánh giá 25%. Xét về thiên can giáp của tuổi giáp tuất và thiên can mậu của tuổi Mậu Dần, giáp và mậu, hai thiên can này ở thế tương hình, đánh giá 0%. Về địa chi, tuổi tuất và tuổi Dần, hai tuổi này ở thế bình hòa, không xung không khắc, đánh giá 10%. Xét về cung phi, giáp tuất thuộc cung Càn, Mậu Dần thuộc cung Tốn, can và tốn ở thế hỏa hại, không tốt, đánh giá 10%. Trai cung Càn lấy gái cung Tốn, can tốn hai cung khắc rõ ràng, cưỡng cầu kết hợp thế sao an, nếu không hòa hại liên miên đến, cũng sẽ chia ly người một đi, trước hợp sau lìa vô cùng khốn đốn, con cái trưởng thành hút côi, hình ngục an khiến vợ chồng thương tổn. Kết luận, tuổi giáp tuất và tuổi Mậu Dần 1998 không hề hợp nhau, đánh giá mức độ hòa hợp tổng quan 35%. Tuổi số 7 đại kỵ với những người tuổi giáp tuất, đó chính là những người tuổi Mậu Tý sinh năm 2008. Xét về ngũ hành, ngũ hành sơn đầu hỏa của tuổi giáp tuất và tích địch hỏa của tuổi Mậu Tý, hai ngũ hành hỏa này ở thế tương hòa, không xung không khắc, đánh giá 10%. Về thiên can giáp của tuổi giáp tuất và thiên can mậu của tuổi Mậu Tý, giáp và mậu, hai thiên can này ở thế tương hình, không tốt, đánh giá 0%. Về địa chi tuất và địa chi tý, tuất và tý nằm trong tứ hành xung, xấu, đánh giá 0%. Về cung phi, cung Càn của tuổi giáp tuất và cung Cấn của tuổi Mậu Tý, Cấn và Càn, hai cung phi này ở thế phục vị, tốt, đánh giá 25%. Kết luận, tuổi giáp tuất 1994 khi kết hôn với những người tuổi Mậu Tý sinh năm 2008, hai tuổi này sẽ không hợp nhau, sẽ xảy ra những sự xung đột cãi vã khi kết hôn với nhau, đánh giá mức độ hòa hợp tổng quan 35%. Vừa rồi là tất cả những tuổi đại kỵ với những người tuổi giáp tuất sinh năm 1994. Vậy thì những tuổi nào, những con giáp nào sẽ hòa hợp với những người giáp tuất? Chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi đi phân tích tiếp.
tuổi đại hợp với những người giáp tuất. Tuổi đầu tiên đại hợp với những người tuổi giáp tuất đó chính là những người tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002. Về ngũ hành bản mệnh, ngũ hành sơn đầu hỏa của tuổi giáp tuất và ngũ hành dương liễu mộc của tuổi Nhâm Ngọ, hai ngũ hành này ở thế tương sinh cho nhau rất tốt, đánh giá 25%. Xét về thiên can giáp của tuổi giáp tuất và thiên can nhâm của tuổi Nhâm Ngọ, giáp và nhâm, hai thiên can này ở thế bình hòa, không xung không khắc, đánh giá 10%. Còn về địa chi, tuổi tuất và tuổi ngọ, tuất và ngọ nằm trong tam hợp dần ngọ tuất, đánh giá mức độ hòa hợp 25%. Về cung phi, cung càn của tuổi giáp tuất và cung cấn của tuổi Nhâm Ngọ, cấn và càn, hai cung phi này ở thế thiên y tốt, đánh giá 25%. Trai cung càn lấy gái cung cấn, cung vị trường sinh được hòa hợp, giàu sang nhờ cậy ở tay ta, chứa nhiều phúc đức cho con cháu, sung sướng cùng nhau đến tuổi già, may mắn cuộc đời vượng tài phấn chấn, tình yêu lửa đượm hương nồng, rể thảo dâu hiền an nhàn hậu vận. Kết luận, tuổi giáp tuất và tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, hai tuổi này tương đối hợp nhau, đánh giá mức độ hòa hợp tổng quan 85%. Tuổi số 2 đại hợp với những người tuổi giáp tuất đó chính là những người tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999. Xét về ngũ hành, ngũ hành sơn đầu hỏa của giáp tuất và thanh đầu thổ của Kỷ Mão, hỏa và thổ ở thế tương sinh có lợi, đánh giá 25%. Về thiên can, giáp tuất có thiên can là giáp, Kỷ Mão có thiên can là kỷ, giáp và kỷ hai thiên can này tương hợp có lợi, đánh giá 25%. Về địa chi, địa chi tuất và địa chi mão, tuất và mão ở thế xung khắc, xấu, đánh giá 0%. Về cung phi, cung càn của tuổi giáp tuất và cung cấn của tuổi Kỷ Mão, can và cấn ở thế thiên ni rất tốt, đánh giá 25%. Trai cung càn lấy gái cung cấn, cung vị trường sinh được hòa hợp, giàu sang nhờ cậy ở tay ta, chứa nhiều phúc đức cho con cháu, sung sướng cùng nhau đến tuổi già, may mắn cuộc đời vượng tài phấn chấn, tình yêu lửa đượm hương nồng, rể thảo dâu hiền an nhàn hậu vận. Kết luận, tuổi giáp tuất 1994 tương đối hòa hợp với những người tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999, mức độ hòa hợp tổng quan 75%. Tuổi số 3 đại hợp với những người tuổi giáp tuất đó chính là những người tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. Chúng ta cũng xét đến 4 yếu tố. Về ngũ hành bản mệnh, sơn đầu hỏa của giáp tuất và lộ bằng thổ của Canh Ngọ, hỏa và thổ ở thế tương sinh, đánh giá 25%. Còn về thiên can giáp và thiên can canh của tuổi Canh Ngọ, giáp và canh ở thế tương hình, xấu, đánh giá 0%. Xét về địa chi tuất và địa chi ngọ, tuất và ngọ nằm trong tam hợp dần ngọ tuất, đánh giá 25%. Xét về cung phi, cung càn và cung cấn, hai cung phi này ở thế phục vị rất tốt, đánh giá 25%. Trai cung càn đến gái cung cấn, cung vị trường sinh được hòa hợp, giàu sang nhờ cậy ở tay ta, chứa nhiều phúc đức cho con cháu, sung sướng cùng nhau đến tuổi già, may mắn cuộc đời vượng tài phấn chấn, tình yêu lửa đượm hương nồng, rể thảo dâu hiền an nhàn hậu vận. Kết luận, tuổi giáp tuất và tuổi Canh Ngọ 1990, hai tuổi này rất hợp nhau, mức độ hòa hợp tổng quan 75%. Tuổi số 4 đại hợp với những người tuổi giáp tuất đó chính là những người tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Yếu tố đầu tiên về ngũ hành, ngũ hành sơn đầu hỏa của giáp tuất và giàn hạ thủy của Bính Tý, hai ngũ hành này ở thế tư khắc, đánh giá 0%. Về thiên can giáp của giáp tuất và thiên can bính của Bính Tý, giáp và bính, hai thiên can này tương sinh có lợi, đánh giá 25%. Về địa chi, tuổi tuất và tuổi Tý, hai con giáp này ở thế bình hòa, không xung không khắc,
đánh giá 10%. Vì cung phi, cung càn của Giáp Tuất và cung khôn của Bính Tý, càn và khôn ở thế diên niên tốt, đánh giá 25%. Trai cung càn lấy gái cung khôn, thiên địa càn khôn hợp một nhà, vận hành sinh khí phát tam đa, nhiều tài nhiều lộc nhiều con cái, phát đạt giàu sang thẳng đến già, được số phước đức trường tồn ấm no, tài lộc như nước tràn vô, cửa nhà đồ sộ quy mô ruộng vườn. Kết luận: tuổi Giáp Tuất và tuổi Bính Tý 1996 tương đối hợp nhau, ít có điểm xung khắc giữa hai người, chuyện làm ăn luôn luôn được thuận lợi. Đánh giá mức độ hòa hợp tổng quan 60%. Tuổi cuối cùng đại hợp với những người tuổi Giáp Tuất, đó chính là những người tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 2009. Xét về ngũ hành sơn đầu hỏa của Giáp Tuất và ngũ hành thích lịch hỏa của tuổi Kỷ Sửu, hai ngũ hành hỏa này ở thế bình hòa, không xung không khắc, đánh giá 10%. Xét về thiên can Giáp và thiên can Kỷ của tuổi Kỷ Sửu, Giáp và Kỷ, hai thiên can này ở thế tương hợp có lợi, đánh giá 25%. Còn về địa chi Tuất và địa chi Sửu, Tuất và Sửu nằm trong tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi, đánh giá 0%. Về cung phi, cung càn của tuổi Giáp Tuất và cung càn của tuổi Kỷ Sửu, hai cung phi này kết hợp với nhau được phục vị rất tốt, đánh giá 25%. Trai cung càn lấy gái cung càn, lưỡng càn phục vị tốt vừa thôi, sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi, con cháu trung bình không bao phát, ruộng vườn nhà cửa nập hai lơi, bậc trung được số giàu sang tuổi già, vợ chồng bạch thủ thanh gia, trung liên gây dựng cửa nhà yên vui. Kết luận: tuổi Giáp Tuất và tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009, hai tuổi này tương đối hợp nhau, có nhiều điểm tương đồng với nhau. Đánh giá mức độ hòa hợp tổng quan 60%. Tổng kết: trong số lục thập hòa giáp thì sẽ có con giáp tương hợp và có con giáp tương xung với nhau, chúng ta không thể nào tránh khỏi được vì đó là quy luật của tự nhiên. Bằng cách tính dựa theo ngũ hành, âm dương, can chi xung hợp, kênh Tử Vi đã giúp các bạn trả lời câu hỏi tuổi Giáp Tuất 1994 đại kỵ với những con giáp nào. Tuy nhiên, các bạn nên nhớ rằng về mặt tâm linh, đạo Phật dằn dạy hai người chúng ta rằng yêu nhau là cái duyên, cái số, dù hợp hay không hợp thì cũng là số trời đã định sẵn, không thể thay đổi được. Hơn nữa, cuộc đời của một con người còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tựu chung lại, gồm 4 yếu tố: phúc, phận, vận và mệnh. Dù là phận, là vận hay là mệnh cũng đều xếp sau chữ phúc. Như vậy, chúng ta hãy sử dụng đức năng để thắng số, để cải biến được duyên nghiệp. Chúng ta hãy chăm chỉ làm những việc thiện, sống sao cho tâm hồn luôn sạch sẽ, nhân đức thì sẽ chiến thắng được số mệnh, gia đạo sẽ luôn hòa hợp. Các bạn đã được lắng nghe video Giáp Tuất 1994 tuyệt đối không được lấy con giáp nào của kênh Tử Vi. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.